Thưa quý vị, như vậy là bắt đầu từ 8 giờ sáng nay 26 tháng 8, thành phố Đà Nẵng bắt đầu thực hiện quyết định số 2860 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống COVID-19 theo chỉ thị số 05 ngày 30 tháng 7 năm 2021 và quyết định số 2788 ngày 14 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Theo quyết định này thì toàn thành phố xác định rõ các địa bàn với mức độ nguy cơ dịch bệnh tương ứng để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Theo đó, những địa bàn có mức độ nguy cơ cao vùng đỏ là vùng cách ly tuyệt đối ít nhất 14 ngày và áp dụng biện pháp theo quy định tại quyết định số 3986QD BIT. Ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và công điện số 1168CDBIT ngày 7 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 để giảm mức độ nguy cơ, những địa bàn có mức độ nguy cơ và nguy cơ cao gọi chung là vùng vàng, từ 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2021 đến 8 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021, tiếp tục áp dụng biện pháp thực hiện các hoạt động quy định tại quyết định số 2788QDUBND ngày 14 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng thời, địa bàn ở vùng vàng được bổ sung điều chỉnh một số hoạt động, cụ thể hoạt động của các công ty thương mại đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chuỗi siêu thị mini được bố trí tối đa 100% số người làm việc. Các cơ quan công sở nhà nước bố trí tối đa 10% số người làm việc trừ lực lượng trực tiếp phòng chống dịch như công an, quân đội, y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp và thực hiện ba tại chỗ, làm việc ăn uống nghỉ ngơi tại chỗ.